Quý vị đang xem chương trình trên kênh tin tức tổng hợp Việt News. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chính trong bản tin của ngày hôm nay. Nóng, Tô Lâm đánh úp Ban Nội Chính, Nguyễn Văn Yên lên thớ, Phan Đình Trạc lung lay, cảnh vấn đề tương tàn trong Ban Bí thư. Kính thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, ông Trần Cẩm Tú đã chỉ đích danh ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Được biết, ông Nguyễn Văn Yên là cấp phó của ông Phan Đình Trạc tại Ban Nội chính Trung ương và ông Yên là một tay do ông Phan Đình Trạc này cắt nhắc nên. Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương lâu nay được xem là anh em ruột với nhau như một nhà. Ngôi nhà chung của hai người là Ban Bí thư. Hai tay này đều là công cụ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng giao cho một người Nghệ An và một người ở Hà Tĩnh đứng đầu hai cơ quan này, tức là ông Trần Cẩm Tú và ông Phan Đình Trạc. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Cẩm Tú đưa ra ông Phó Ban Nội chính Trung ương lên thớ, tức là ông Nguyễn Văn Yên, được xem như anh em một nhà tương tàn lẫn nhau. Nếu như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đủ minh mẫn, ông này còn sức khỏe để trực tiếp điều hành Ban Bí thư, thì khó có câu chuyện để cho anh em một nhà tương tàn với nhau như thế này. Trước nay, Ban Bí thư vẫn hoạt động một cách trơn tru dưới bàn tay điều hành của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mà nói một câu thẳng thừng, sự trơn tru này là sự bao che, lấp liếm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ xử bên ngoài, còn trong nội bộ của Ban Bí thư, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn bao che và cắt nhắc những người trong bộ sậu tay chân của mình lên. Trong khoảng hơn một năm qua, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhường vai trò điều hành Ban Bí thư này cho bà Trương Thị Mai. Bà Trương Thị Mai thì cũng không để cảnh vấn đề tương tàn xảy ra như vậy. Xem ra thì bà Mai là một người có khả năng quản lý Ban Bí thư. Tuy nhiên, sau khi bà Mai bị bay ghế thì sóng gió trong Ban Nội chính Trung ương, trong Ban Bí thư lại bắt đầu nổi lên. Sau khi Ban Bí thư kích cho nội loạn thì thế và lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên chiến trường cũng đã bị yếu đi rất nhiều. Điều đáng nói là khi Ban Bí thư nội loạn, người chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này trước tiên phải là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không ai khác, chính ông là Lương Cường, là thường trực Ban Bí thư, hiện nay đang phải chỉ đạo sắp xếp cho vấn đề này. Tô Lâm chính là người đã hạ gục ba đệ tử của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ trong vòng hơn một tháng. Và giờ đây, ông đang tiến hành kế hoạch đánh phá Ban Bí thư từ ở bên trong. Có thể nói, sau khi thành công cấy nội gián vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tức là ông Thiếu tướng Vũ Hồng Văn là em vợ của ông Tô Lâm, thì Tô Lâm đã và đang triển khai điều khiển ông Trần Cẩm Tú đi theo đúng quỹ đạo của ông này. Việc ông Trần Cẩm Tú quay đầu chĩa mũi dùi vào Ban Nội chính Trung ương cho thấy rằng Tô Lâm thật sự muốn nhìn thấy Ban Bí thư của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải suy yếu đi. Người mà ông Tô Lâm đang căm ghét nhất nhưng cũng ngán ngại nhất chính là Phan Đình Trạc, chứ không phải là Nguyễn Văn Yên. Tuy nhiên, với cương vị là trưởng Ban Nội chính Trung ương và cũng xuất thân từ ngành công an, thì ông Phan Đình Trạc có thể đọc được ý đồ của ông Tô Lâm, cho nên muốn đánh trực tiếp vào Phan Đình Trạc là một điều không hề dễ dàng đối với Tô Lâm trong lúc này. Đối với ông Nguyễn Văn Yên, chỉ là một người thừa hành thông thường, chủ mưu trong các vụ sai phạm, phải là cấp trưởng, cấp trên, còn Nguyễn Văn Yên chỉ là cấp dưới để thực hiện theo mệnh lệnh mà thôi. Việc ông Trần Cẩm Tú nhắm vào đối với ông Nguyễn Văn Yên thì điều đó được ngầm hiểu rằng ông đang nhắm tới Phan Đình Trạc trong những ngày tiếp theo. Cách đánh của ông Tô Lâm trong suốt thời gian vừa qua đều theo một công thức chung, đó là đánh mạnh vào thuộc cấp ở cấp dưới để cấp bộ trưởng phải thoái lui. Vụ ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ cũng đều dùng một công thức như vậy. Đối với ông Trọng hiện nay đã gần đất xa trời và sức khỏe của ông này không còn được bao nhiêu. Quyền lực chính trị của ông cũng theo sự suy yếu về sức khỏe của ông mà bước vào trong giai đoạn xế chiều. Trong khi đó, ông Tô Lâm là một nhân vật đang lên. Trên thực tế thì Tô Lâm đang có sức mạnh vượt trội nhất trong các thế lực chính trị thượng tầng. Rồi thời điểm phải thay thế đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở cương vị Tổng Bí thư, nó cũng sẽ diễn ra và không thể nào đảo ngược được trong những ngày tiếp theo nếu như Tô Lâm cứ đà này tấn công. Việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quyền cố vị, không chịu rời ghế đã khiến cho Tô Lâm càng mất đi kiên nhẫn và không ngồi được vào ghế Tổng Bí thư sớm hơn. Tô Lâm suối thành phần nội gián làm loạn trong Ban Bí thư, bởi Tô Lâm có đủ đồ chơi để thực hiện những mưu đồ này.
thời của ông Nguyễn Phú Trọng đã hết đi. Không biết ông này có nhận ra điều đó hay không? Nếu như ông này còn cố bám víu quyền lực, Đảng Cộng sản Việt Nam của ông ở lại càng trở nên loạn hơn mà thôi. Trong khi đó thì Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên đã bị đề nghị kỷ luật và cuộc chiến ở trong đảng vẫn đang tiếp diễn một cách quyết liệt. Ngày 16 tháng 6, VOA tiếng Việt đã loan tin quan chức chống tham nhũng của đảng bị đề nghị kỷ luật vì suy thoái về tư tưởng. Theo đó, một quan chức lãnh đạo tại một cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam bị đề nghị kỷ luật hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 6, sau khi một cuộc điều tra phát hiện thấy ông này suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. VOA cho biết là kết luận được đưa ra bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Cẩm Tú, cơ quan kiểm tra và giám sát hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, sau một kỳ họp kéo dài 2 ngày, kết thúc ở Hà Nội vào hôm ngày 14 tháng 6 nhằm để thi hành những chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực. VOA đã dẫn thông báo trên trang website của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói ông Yên đã thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện chính sách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét kỷ luật. Đó là những dòng trạng thái viết về ông Nguyễn Văn Yên. VOA đã nhận xét cho rằng không rõ vi phạm cụ thể của ông Yên là gì. Trước đó, ông từng vấp phải những chỉ trích trên trang mạng xã hội khi những hình ảnh của ông chụp ông phát biểu trong một cuộc họp về phòng chống tham nhũng vào ngày 10 tháng 5 năm 2023 cho thấy ông này đã đeo một chiếc đồng hồ được nói là của thương hiệu xa xỉ Patek Philippe được trị giá hàng trăm ngàn đô la, tương đương với khoảng 6 tỷ đồng tiền Việt Nam. Liên quan đến vụ việc này thì đài AFA cũng dẫn giải phân tích của cư dân mạng cho biết thêm ở chức vụ của ông Yên trong đảng, lương của ông không chỉ khoảng hơn 15 triệu đồng một tháng mà thôi, thì ông này phải dành dụm hàng chục năm mới có thể có được chiếc đồng hồ đến 6 tỷ đồng như thế này. Trong khi tin đồn lan tràn trên các trang mạng xã hội thì hình ảnh cánh tay của ông Yên đeo đồng hồ đắt tiền trên các báo chí đã bị sửa đi để không xuất hiện phần cánh tay này nữa. VOA đã dẫn website của Ban Nội chính Trung ương, theo đó ban này là cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách về tư pháp. Theo báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Yên sinh ngày 3 tháng 2 năm 1966, quê quán ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh của Hà Nội. Ông này có một thời gian dài công tác trong ngành công an, kinh qua nhiều vị trí công tác. Cuối năm 2006, ông là thư ký của chánh phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đến năm 2010, ông được bổ nhiệm phó vụ trưởng vụ công tác ở phía Nam, văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Năm 2013, ông là phó vụ trưởng vụ phụ trách vụ theo dõi xử lý các vụ án của Ban Nội chính Trung ương. Năm 2015, ông là vụ trưởng vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc của Ban Nội chính Trung ương. Từ ngày 28 tháng 1 năm 2022 đến nay, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Theo giới quan sát thì cho rằng, với việc điều tra kỷ luật ông Nguyễn Văn Yên, cấp phó của ông Phan Đình Trạc là một bước đệm cho việc Tô Lâm sẽ trực tiếp tấn công đối với ông Phan Đình Trạc trong những ngày tiếp theo. Mối bất hòa giữa Tô Lâm và Phan Đình Trạc xảy ra khi ông Trạc đã có ý đồ muốn chiếm ghế Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm vào đầu năm nay. Và sự mâu thuẫn này ngày càng trầm trọng hơn sau khi Tô Lâm đã bắt được chiếc ghế của Vương Đình Huệ, thủ lĩnh của phe Nghệ An mà Phan Đình Trạc là một thành viên. Và sau khi Vương Đình Huệ ra đi, Phan Đình Trạc trở thành thủ lĩnh. Việc kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Yên cho thấy Tô Lâm vẫn tiếp tục việc sát phạt các phe cánh không chung hậu chung thuyền đối với Tô Lâm trong những ngày tiếp theo. Và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.